Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm nay Hải có mặt tại một cái cơ sở đang làm thịt trâu gác bếp cho Sapa TV các bạn ạ. Hôm nay thì mọi người đang pha thịt để làm món thịt trâu gác bếp. Đấy. Úi, quả đùi này được bao nhiêu cân đây ạ? Em? Cái này 4 cân anh ạ. 4 cân à? Vâng. Thái thì có nghề hết đấy nhỉ? Vâng. Ông đang thái cái đấy để làm món gì đây ông? Làm lạp. À, món lạp à? Vâng. Nhưng mà lạp chín hay lạp tái đây? Lạp tái cho ngon. Tái chứ đúng không? Vâng. Lạp tái thôi nhỉ. Tái ăn nó mới ngọt. Lạp chín thì ăn nó không ấy. Tảng thịt này ngon chưa? Rất là ngon. Đấy. Tuyệt vời đấy nhỉ. Châu thả rông đấy. Căn bản đấy. Trâu này mình có phải chọn loại thịt ở đâu hay như nào, hay cứ đùi này, mông mà mình không làm phải lên. Chọn đấy, phải chọn, chọn. Vâng. Ừ. Rồi, đẹp chưa? Đấy. Rất là ngon luôn. Để khô ráo, không có một tí nước, không bơm nước nào đâu. Ừ. À, nó còn bơm cả nước à? Thế mọi người bảo là trâu bò không, ông bò nó hay chảy nước là họ bơm nước. Ừ. Thấy thịt rất là ngon. Cái này là bắp mặt của con trâu. Bắp gì? Bắp mặt. Bắp mặt. Bắp mặt, bắp dài. Bắp dài đây. Ừ. Đây, bắp dài. Rất là ngon. Mình thái mỏng mỏng này thì nó đấy nhỉ. Nó ngấm hết gia vị. Anh em tham thái dày quá thì cũng không được. Này mình sẽ quay luôn cái quy trình bên mình ướp thịt trâu như nào và làm ra làm sao các bạn ạ. Thì giới thiệu các bạn là cái nguyên liệu để làm món thịt trâu thì có ớt này, mắc khén này, sả này, tỏi này, gừng này, đấy, và mắm muối và một số những cái gia vị đặc trưng đấy. Đây là những cái gia vị này là cơ bản đấy các bạn nhé. Còn bên mình thì vẫn có những cái bí quyết không thể tiết lộ hết lên với các bạn được. Đấy. Mà tỏi bên mình là phải dùng là loại tỏi ta, quả củ bé bé đấy, chứ còn củ to thì cũng không thơm lắm đâu. Sả. Mỗi một lần làm này sấy kiểu thủ công thì nó không được nhiều lắm. Đây là mắc khén anh em nhé, để sấy được cái thịt này thì không thể thiếu được mắc khén này. Anh em đang thắc mắc bảo là tại sao mà không cần cân đo đong đếm, vì ở đây bàn tay này bàn tay vàng của các bạn ạ. Ớt. Như này mì chính vậy. Muối, muối trắng. Muối tinh đấy, muối sạch. Muối tinh. Thêm nước mũi. Ừ.
Em đeo một cái lớp khẩu trang mà vẫn biết thơm nước mũi à? Vâng. Thực ra nói thật với anh em mà không là khi mà ướp thịt đấy các bạn ạ, mà không đeo khẩu trang ấy nó sập cái mắc khén lên mũi thì hắt hơi chắc là quá Covid luôn. Nên em phải cẩn thận. Đây, thơ thịt này, đẹp chưa? Mắt mông hết, toàn thơ dài. Đấy. Hôm nay trời mưa nên mổ con nhỏ nên được ít thịt. Phải làm giò làm chả trả cho khách nữa. Vâng, cảm ơn. Về mùa này thì à? Phải ướp như thế này. Để từ 2 đến 4 tiếng. Dầu gác lên. Tom tom xong rồi sấy bằng than đỏ rực của củi nhãn. Phải đúng củi nhãn mới được à? Đúng củi nhãn thì thịt nó mới ngon. Thịt như thế này. Đấy. Bắt dài hết. Đấy. Rất là ngon. Hôm nay là chỉ mà mô phỏng cho mọi người thôi, còn chứ nhà mình làm là mỗi lần làm là có phải cả tạ. Thịt ra cái đấy. Nay bây giờ phải ướp bao nhiêu lâu nữa? Hôm nay anh em mình sẽ ướp 2 tiếng anh nhé. 2 tiếng rồi. Ướp lâu hơn cũng không được đúng không? Lâu quá thì nó sợ nó chảy nước ra nhỉ? Vâng. Không, con này ướp 4 tiếng được. À tùy cái từng con đúng không? Con già, con non. Con nhỉ? Già, con non. Ngấm gia vị. Tí nữa sẽ nướng cọ miếng này chín tới nhá. Đấy, bà con cô bác anh chị nhé, rất là ngon luôn. Nướng chín tới xé ăn luôn là kiểu trâu một lửa đấy nhỉ. Ngon. Giống như kiểu trâu một nắng. Đấy. Mực một nắng. Mực một nắng, trâu một nắng nhá. Đấy. Cái trâu này mà sấy qua như này các bạn nhé, xong các bạn thái ra đem lên xào ấy thì cũng là rất là tuyệt vời, cực ngon luôn. Xe xe đi ngon lắm. Hôm nay mọi lần thì mình hướng dẫn với các bạn làm món thịt trâu các bếp để đi ăn thì mọi lần là vùi vùi do các bạn ạ. Nhưng hôm nay đặc biệt thì mình sẽ mang đi đồ các bạn nhé. Này đồ lên. Đấy, đồ lên thì ăn nó mềm hơn. Bởi vì là tại sao mình phải hướng dẫn các bạn làm đồ, bởi vì ở dưới xuôi các bạn, khi các bạn mua đồ, mua thịt về thì nó không có bếp để vùi giò như trên này. Thì hôm nay mình sẽ làm đồ lên. Đấy, mời các bạn cho vào. Nhiều người thì bắn lò vi sóng, nhưng mà lò vi sóng thì nó hơi khô. Rồi mình sẽ mang đi đồ. Nhìn thịt nó đỏ nha. Đỏ mà nó thơm. Ăn thử không anh? Lạp luôn đấy. Thôi. Ăn được rồi đấy. Thử đi. Sao làm nó còn thái ra nó còn chớm ăn thẳng ngay. Thế nhỉ? Vâng. Đây. Mình ngon nhỉ? Giờ nó ngấm nó gần. Thôi. cái này bây giờ mà thái ra ấy, xong rồi thái ra xong rồi xào. Yeah, thì ngon. Nhưng mà phải cho nó một lửa. Một lửa, phải được một chút lửa thì nó mới ngon. Cái này thì chỉ có anh em mình bây giờ là nướng. Nướng xé luôn đấy. Nướng yeah, xé ngon. Vâng. Tái dài ấy. Vâng. Ăn kiểu nó ngọt. Nó chảy mật ấy. Vâng. Nó phải chảy nước ra nó mới ngon nữa. Bán ông ơi. Thế ông
Thế đây là con gái này là đứa thứ bao nhiêu của ông này? Đây à? Gái cả. 11. Gái cả chứ là đứa thứ 101. À, đứa 11 á? Vâng. Nhà ông bao nhiêu đứa? Tất 15 cả, 15 đứa con rồi. 15 đứa con? Vâng. Nhưng mà ông mấy mái mà ông đẻ kinh ấy. Thật á? Ông đang nói thật anh này. 15 đứa? Vâng. Em là đứng thứ bao nhiêu? Thì đây, bố em đang trả lời anh đây. 11 á? 11 đấy. À, đứa cả ấy gì? Nhưng mà ông tổng là bao nhiêu cô, bao nhiêu người bao con? Hai nam một nữ. Hai nam một nữ à? Vâng. Tưởng ông nhìn còi còi kia mà làm 11 đứa. Cô với bà ấy thành hai nữ. Thế là hai nam một nữ thôi các bạn ạ. Chú ấy nói vui để tưởng là cái tưởng 11 đứa. 11 đứa thật thì cháu đang xin bí quyết bảo chú làm sao mà đảm khỏe thế. Hồi xưa thì có đấy. Nhiều chứ nhỉ? Nhiều. Cái thời bao cướp người ta còn khuyết khích đẩy nhiều. Vâng. Đẩy bao nhiêu còn đi trượn hết mà. Việt Nam mình khuyết khích đẩy nhiều. Anh đang ướp món này là món gì đây? Sườn đúng không? Sườn nướng. À. Sườn ấy đấy. Lợn đen hơ mông. Còn em là cô gái Thái đen đấy. Năm nay em 18 tuổi. Lần đầu tiên được lên kênh anh Hải Sapa TV. Bồi hồi xúc động. Toàn xiên thịt thì không xiên, toàn xiên vào tay. Đấy, bà chủ bỏ khẩu trang ra nhìn xinh như kia, cứ đeo khẩu trang. Kiểu lúc ướp thịt các bạn ạ, à, phải đeo vì cái hạt dội mắc khén này nó nặng mùi á. Gia vị nó nặng mùi, ớt nó sộc lên. Cái đồ này chắc là được rồi. Bình thường thì toàn nướng, hôm nay đặc biệt ăn đồ. Ui, khói nghi ngút. Nó còn biết là ấy rồi luôn rồi. Sắp hơi luôn. Đấy, mang vào đi, mang vào trong kia đi. Còn chưa. Thơm lắm. Thơm nức mũi luôn đấy. Sau khi gia vị tẩm ướp xong thì bây giờ bắt đầu khâu gác lên bếp các bạn ạ. Thời gian gác bếp này khoảng bao nhiêu lâu nhỉ? Nghĩa đẹp nhỉ? Ba ngày ba đêm à? Mẹ nói tiếp mẹ. Thế là hàng ngắn là một tầng, hàng dài một tầng. Hàng dài một tầng. Ừ. Thì hàng ngắn là cho lên trên à hay là ngắn hàng cho ngắn dưới? Hàng ngắn là cho xuống dưới. Ừ. Thớ dài bắp mặt với bắp dài là cho lên tầng 2. Ừ. Bắp chày các kiểu là cho tầng 1. Có là bắp chày à? Bắp chày. Nồi nào thì vung đấy. Ừ. Nhưng mà thì... nhưng mà nồi nhà này nghe chừng vung này có vẻ hơi khập khiễng. Anh là năm nay được bao cân? Anh hôm nay được 65 cân. 65 chị thì 73. Chị 73. Nghe chừng là hơi có vẻ hơi lệch. Tốt mái hại trống. À, tốt mái hại trống đúng không? Đấy. Nhìn mái chắc chắn thế kia cơ mà. Mái thì to. Đây là một sản phẩm đã vừa mới ra lò các bạn ạ. Thì đây vẫn chưa cơ bản là được rồi nhưng cái độ khô của nó thì vẫn chưa được tuyệt đối. Chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi. Bên mình là phải cho khô hết cỡ luôn, khô kiệt luôn các bạn ạ. Để đảm bảo là
khi chuyển thì các bạn là nó sẽ không bị mốc, nó không bị có thể là bị thối đấy các bạn ạ, nếu mà sấy mà kiểu không chuẩn này. Mẹ này cho đi miền Nam hết nhá. Mẹ này con đi Cà Mau đấy. Miền Nam. Đấy. Công nghệ không anh em? Xe đây. Còn củi là củi nhãn nhá. Đấy. Lửa là rất vừa phải chứ không bao giờ là sử dụng lửa quá nhiều đâu anh em. Nếu mà anh em mà sử dụng lửa quá nhiều thì nó sẽ nhanh bị nó sẽ bị khô, khô quá. Nó sẽ cháy nhanh kiểu thịt nướng ấy. Nó không có độ ngon nữa. Ồ, nó sẽ y lâu ai. Họ liều chắc là y mấy tháng là sao chứ. Nhưng cái mẻ thịt ngon là nó phải, cái màu sắc nó phải lên như này này anh em này. Cái lá này là lá sổm lồm à? Lá ven váy. Lá ven váy, ven váy đúng không? Cái này là nấu canh chua các bạn ạ. Cái này để còn cái lá rong này để cuốn nướng pho đúng không? Ừ đấy. Cái này là lá ven váy đây. Lá ven váy. Đúng không bà? Ven váy à? Ừ, lá ven váy. Bà là bà nội hay là bà ngoại đây? Bà ngoại. Bà ngoại à? Bà ngại à? Bà ngại. À kia là ông ngại à? Ừ, ông ngại. Cái này phải vò ra thì nó mới chua bà nhỉ? Ừ, phải vò ra nè. Sáng nay mổ bò để dành lại một chút pịa. Để chiều làm món chấm sách. Chấm lại là sách luộc đấy các bạn ạ. Cho mượt vào thì đắng nhiều mà nó còn thơm. À. Nắng mưa việc của trời. Nắng mưa thì nó là bình thường. Này là sách không? Để lát chấm bịa đúng không? Vâng. À. Cái này nó gọi là ong sách à? Ong sách, sách ong. À. Ngon đấy nhỉ. Này luộc chín rồi gì không? Luộc chín rồi, xong tí hâm lại cho nó nóng. Nào ăn thì cho nó nóng rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà sao cái này nó trắng trắng nhưng mà kia nó lại đen nhỉ? Đây mình rửa kỹ, bóp qua nước đây. Mình bóp qua nước mẻ đúng không? Nước mẻ. Nước mẻ thì nó trắng ngay nhỉ. Cháu thích ăn nó phải còn cái đen đen kìa. Nó trắng quá lại không thích đâu. Mọi người thích như thế thật. Nhưng mà hơi đen đen này mình bán thì hơi khó bán. Đúng rồi. Người ta lại chê. Đúng rồi, người ta bảo bẩn đúng không? Vâng. Ăn nó hơi đen đen tí đúng kiểu của nó. Nhưng mà nó hợp với ông con mình hơn đấy. Các bạn ơi, mình đừng ăn sống. Đồ là ăn chín phải ăn chín. Sống phải ăn sống. Làm những chống vật trước đi. Vâng. Rồi này. Lại ngọt đã. Nước này cho nó hơi nóng ăn nó giòn. Ngon lắm. Làm miếng nữa. Dạ. Ăn cái gì đứng ở trong bếp thì ăn nước nóng nóng cho một hai miếng ăn cũng đấy thì. Từ trong bếp anh nhỉ. Vừa luộc xong mà nó nóng không nhỉ? Ăn nó sướng. À, đúng là dân làm châu bò khác thái nhìn nó cái đường thái nó cũng uy tín. Cẩn thận em ạ, không phải gió nó thổi lại bay mất mất. Ngon nhỉ anh nhỉ? Hả? Bò này để dẻo nhỉ? Không, nhưng mà em thái cẩn thận đấy, không phải gió nó thổi phát là nó bay ấy, thịt đi ấy, không tìm được đấy. Ngon. Món này là món gì không? Pịa. Pịa à? Vâng. À, cho vào pịa. Vâng. Còn cái món này là món nướng đúng không? Vâng. Nướng pho đây nhỉ? Nướng pho đây. À, sườn này. Sườn đã nướng này. Sườn nướng. Đây là món lạp đúng không ạ? Lạp thì vừa rồi ông thái là ổi với cái này là nước măng chua không? Cái nước gì đây? Nước muối à? À.
À, cái này là nó đang hơi tái tái đấy không nhỉ? À. Món lạp này là ngon lắm này. Lạp này là rau sống này. Đấy. Người Thái thì em hay ăn những món nướng, nướng xong rồi món sống, pịa. Món đấy. Sống, đấy, nướng sống và pịa. Đấy. Đấy, cái món đặc trưng. Đấy là mấy món đấy là món chính của dân tộc. Mổ trâu, mổ bò không được. Mà không có cái pịa thì đấy, mày cho tao ăn thì chết à? Chẳng khác nhỉ? Không. Vâng. Không có gì ăn. Đấy là món chính, làm pịa đấy. Xong rồi. Này bị bò hay bị trâu không? Cái này bị trâu. Vâng. Bị trâu này để cho vào món lạp đấy nhỉ? Đấy. Cái này là nước gì đấy ạ? Nước chua. Cũng nước băng chua gì? Nước băng chua đấy, ngâm chua. À, nước mình ngâm băng chua để cho nó giòn nữa. Đấy, món lạp đấy. Ngon chưa? Giòn dai sực sực. Giòn dai sực sực à? Ờ, anh ơi, còn có món lá mà... Tại bố không cho đâu bố ạ. Chỉ có anh bé nhỏ, nên nói thế được. Đấy, được rồi. Bây giờ ăn thử được chưa? Được đấy, cháu nếm. Ông đi, ông nếm trước đi. Được rồi. Không, cháu sợ lắm. Đây là món thịt sống của bạn ạ. Hàng con muối về. Được đấy. Ngâm nước muối này xong rồi. Tí còn thịt chảy mật nữa kia. Thịt gì chảy mật? Thịt bún nắng kia. À. Giòn chưa ông? Giòn rồi, cháu thử đi. Vâng. Đây là cái chai nước thần thánh. Đấy, đây là nước măng chua. Rất chua luôn. Chua đỏ. Cái này ông ngâm lâu chưa? Mấy năm? Không, không đến. Cứ... 2-3 năm. 2-3 năm rồi đúng không? Được. Có nhiều người còn ngâm mười mấy năm. Mười mấy năm nhỉ? Những cái hũ to. Thơm lắm đấy. Thơm lắm không ạ? Và giờ mình xin phép thử muối mì. Đây, cháo đầu đũa. Đây là cái món da trâu. Là lạp các bạn ạ. Thịt trâu tươi sống này. Đấy, xong rồi nước măng chua rồi các loại rau. Đấy, giờ mình thử trước để cho nó đỡ vật. Đây, mời anh em nhé. Ngon thế. Tí nữa anh sẽ cày cho thêm tí ớt nữa. Thiếu ớt không ạ? Thiếu ớt. Ông cho rồi nhưng mà cho ít. Nè. Sợ các cháu không ăn được cay. Ừ. Thêm cay ông ơi. Này là ngon, ngọt rồi. Nếu mà riêng ông thì coi như là vua trà màu. À, ông vua trà màu à? Vua trà màu. Thêm, đây. Ông thêm ớt này. Đấy. Ở đây mọi người hay dùng cái ớt nào? Ớt đấy. Bột. Đấy. Thêm ớt vào nó mới ngon này. Anh em cứ bảo là tại sao mà... Ông nào đấy. Tại sao mà cứ hay nhúc nhúc? Thiếu một món. À thế à? Đấy đúng con nói rồi. Món này món đấy. À. Cứ quay này. Hàng này hàng gạo đây. Đây. Nó thử thì phải có hai cái này không ạ? Đấy, ông hai ông con mình. Chú. Mỗi con làm chùy nhá. Đừng cứ cạn mày mày nhá. Mời ông nhá. Từ giờ đến lúc tối mà con mình ăn cơm mà đu đưa là say đây. Đến lúc ăn cơm mà... hai con mình mới được của đặc biệt đây nhá. Đấy, ngon thế. Ừ. Hợp lý hơn, hợp lý hơn. Ừ. Đấy. Thế mới đúng kiểu của nó. Đúng kiểu. Vừa nãy theo ông cho thì cảm thấy nhiều quá thì sợ cháu không ăn được ớt. Đấy, bên vầy đấy thử một miếng to to này. À, đuôi bò à? Đấy, đuôi bò đấy. Đây anh em ạ. Đây món này. Đuôi bò nấu lá vén váy, là váy vén. Hơi cho miếng nhá. Để hai ông con chống vật trước. Các bạn. Ui. Ngươi. Còn thế. Ông ơi, con mời ông. Trứng lão Đắc Thọ. Mời ông sơ trước. Ui, nghe chừng nhưng mà cái loại này phải ninh nó à. Dạ, đó. Loại cứng lắm em ơi. Cầm tay thôi. Này làm sao mà đã ăn được? Chưa. Ông thử gặm một con thử. Còn dai. Dai lắm. Ui. Bộ nhá của ông ngũ ác đấy. Chịu. Không chơi được.
À, bộ nhá của ông cứng thế mà không chơi được à? Nóng từng miếng. Chắc thế. Dai thật. Bộ nhá của ông là nó đến hạn rồi. Bảo trì bảo dưỡng đi ông ạ. Nhà kiểu he, mổ trâu mổ bò thì làm món thịt trâu qua bếp này, đâm ra là hay có để lại những cái đuôi, những xác xác ăn. Đuôi xong là trơn của nó. Vâng. Ăn. Ông ơi. Ông chơi khỏe phết nhỉ? Ông hay xem Sapa TV không? Hả? Ông hay xem Sapa TV không? Không. Có ông vừa đây đưa vào đây, ông cụ ấy, ông bảo úi à. Nhà ông xem. Ông bảo là ông là ông cụ. Ui, con. Thôi để tí nữa ăn. Thôi mà làm thì biết nữa nó thèm. Bây giờ chẳng khác nhau, mình làm chín cho đấy nhìn nó. Vâng, nhìn bây giờ nó không đỏ nữa. Đấy. Vừa nãy cháu còn thấy sợ này, nhưng mà bây giờ không sợ nữa rồi. Làm thêm chén rượu và là đu đưa. Ngon. Hay nhau. Thôi, ông qua mình thấy thôi. Ở đây mọi người có cái kiểu hăng rủ ấy. À, thử muối mì anh em ạ. Đấy. Thế mà vừa chưa. Cô gái Thái 18 tuổi, chưa có người yêu, bé chưa mảnh tình vất vai, bé nhỏ sau lên làm bà ngoại thôi. Nếu mà trong bạn mà bằng tuổi em là người ta lên làm bà ngoại hết rồi đây nhỉ? lên chưa? Lên rồi. Đấy. Bằng tuổi anh Hiệp nhà em là có dâu có rể rồi. Đây này anh ơi, ngon không? Ngon nhỉ? Em đố hai anh đây là trâu được hay trâu cái? Nếu mà con trâu này là 100% là trâu cái. Đúng không? Châu cái mà em bán bộ lầu pín của nó được cân 3 đấy. Zoom vào 35 để cho nó rộng vào. Nó hẹp vào những cái chỗ này này, nó bẩn này. Này. Ồ. Nó zoom sát vào chứ. Đây, ngon nhỉ? Em đổ lại nó thêm một chút nữa này. Không, đây. Ngoan này. Đây. Ngoan quay này. Này. Rồi, sau khi chuẩn bị các bạn ạ, thì bữa cơm gia đình đã xong. Và đây là món thịt trâu qua bếp các bạn ạ. Đây là món thịt hấp nhá. Thịt hấp thì nó sẽ hấp xong phát là nó sẽ nguội như này. Này là mình đã chưa đập các bạn ạ. Còn đây là món thịt vùi giò. Đấy, đây. Em xé luôn đi, xé luôn cho mỗi người miếng đi. Đấy, thịt vùi giò thì nó... Đỏ au. Thịt vùi giò thì nó sẽ thơm hơn. Nhưng mà lo là các bạn ở dưới xuôi không có bếp giò ấy, thì mình hướng dẫn các bạn là em mời anh mình hấp. Rồi, cảm ơn. Đây, đầu ong cơ mà. Đây, xuống đây. Vâng, con mời ông đi. Cái loại này thì ông qua mình phải uống bia. Còn nếu mà lát nữa mà uống rượu ấy, thì ăn cái món này thì uống rượu. Đấy, còn đây cái này uống bia này. Đỏ ong nhỉ? Ngon không nhỉ? Ngon lắm. Thơm. Đỏ ong, các bạn ăn này. Vâng. Bà ơi, này đỏ ao này thì... Ây dồi, chơi quả to đấy. Rượu sữa đấy à? Rượu sữa đấy. Rượu... Rượu hoang. Rượu hoang á? Đặt ở dưới hết bố nhở? Xong rồi lên. Nó có hoang cơ nè. Bà cẩn thận đấy, bà ăn cơm mà vẫn đeo khẩu trang. Bà bị Covid, chưa bị Covid đúng không? Bà bị sợ, bị khỏi rồi. Bà khỏi rồi, ông bị chưa? Ông bất tử à? Ông bà ngủ mấy người một phòng mà. À, ông bà ngủ mấy người một phòng á? Tức là hai người ngủ một phòng chứ? Không. Ở đây là hai bên này là đều trống, là đều hơi còi các bạn. Đấy, trống còi mái thì rất tốt. Thôi. Cạn đi. Ngồi, uống bia. Phát đầu tiên này mình. Không. Đang ăn thì trâu qua bếp thì phải uống bia thì nó mới chuẩn. Hào hang đúng không? Hào hang. Hào hang. Hào hang nữa. Hào hang. Hào hang. Hào hang. Hào hang. Vâng. 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 Mai còn lên sân bạc á. Đúng rồi, mai lên lương sân bạc. Mời bà nhá. Vâng. Ngon.
Ủa thơm thế. Mua ở đâu đấy? Mua ở ngoài quán tạp hóa đấy. Chỗ siêu thị. Thằng nào ngon thế? Ở xá, cái nào? Cái bia đây. Lạp đây. Vâng, đây. Khi mà anh em nhé, khi mà ăn lạp ấy, thì mọi người ăn lạp này thì phải nên uống rượu. Đó. Ngon lắm. Em thì ăn cái lạp sống hơn này. Còn cái lạp chín kia lạp thì... Lạp sống ngọt hơn. Nó ngọt hơn. Bên này chín. Vâng. Ai, chín nó mất chất rồi. Chín thì nấu rồi ông nhờ. Rồi, mời cả nhà. Quay ăn hay vừa nãy lúc mà thử với ông ạ nhé. Ngon. Tôi đang kiểu vừa làm xong. Ông là chủ lực chính của vợ chồng em nhé. Ải xé này, cắt xé thì mẹ ăn thử không nào. Từ khâu gia vị. Sao ông là chuyên gia? Cái này giảm tiện, ông đấy. Đây là... Đấy rồi, bao nhiêu năm trong nghề rồi. Đây là cái thịt... đấy. Vâng, cảm ơn. Đấy, cái này là thịt ấy đấy. Đây là châu một nắng. Châu một lửa, một nắng. Một nắng. Cứ gọi gia vị. Một nắng đi, tại xong vì rồi. Mình không được nắng thì một lửa mà. Đấy, cái này ngọt lắm đấy. Con ăn tái. Ăn tái, ăn chảy mật đấy. Ăn tái, ăn chảy mật đấy. Mời cả nhà đi. Tươi ăn tái. Vâng. Dài to quá. Ủa, nhìn ngon nhỉ. Châu tay. Lấy giấy cho bác. Món nào nhìn thấy ngon. Có vừa miệng không anh Hải? Quá ngon luôn ạ. Nướng kiểu này vừa giòn đấy. Vâng. Quá lắm. Nó mềm, ngọt, ngon thịt. Nó hơi đỏ đỏ một tí mới ngon. Đỏ nữa thì anh em mình ăn thì nó hợp hơn. Mà chị em ăn thì không ổn lắm. Chị em ăn thì hơi sợ đó. Ăn mình ăn nóng như chật. Chả sao rồi. Vâng. Ngon nhỉ. Cái thịt phía ngoài này các bạn nó ngấm gia vị à. Nó mới ngọt. Đấy thì da mẻ thịt khô là nó sẽ đượm vị như thế đấy. Mà công nhận thịt trâu mình sấy thì nó xé ra nó đỏ au nhỉ. Ở trong thế là nhà em là thịt trâu sấy là hai đời đúng không? Từ đời ông xong đến đời em. Xong rồi tương lai là thằng kia đứa nào lấy thằng này thì... tốt nghiệp làm thịt trâu tiếp. Đúng rồi. Chung qua bếp. Học hết này. Ngon thôi. Có rất nhiều món ngon các bạn ạ. Ngon thôi. Em muốn rượu đẹp da. À thế à? Rượu đẹp da. Thế à? Rượu này là chống Covid. Ủa các bạn ạ. Rượu chống Covid à? Chống Covid. Thế mà vẫn dính. Không, vừa mới được biếu. À, vừa biếu. Vâng, nếu mà em đã được uống rồi thì chắc là phải không dính. À, thế à. Đây các bạn ạ, vừa nãy mải ăn thịt trâu gác bếp quá, chưa giới thiệu với các bạn. Hôm nay ở bữa bên cộng đồng người Thái thì lúc nào cũng có món nướng pho các bạn nhé. Là thịt lợn băm nướng này. À, món này là món lạp này, là nghĩa là thịt trâu sống. Và cuốn bên này cái nước nước mè, nước măng chua đây. Còn đây là món sách này. Đấy, sách sách trâu. Lát chấm mẹ là cái món pịa. Đây là món pịa anh ạ. Và... Anh ơi. Ơi. Đây. Đâu em? Trời. Đấy, cái pịa này, ở dưới này là cái lòng các bạn ạ. Pịa này lòng. Là pịa nguyên chất, không cần phải lọc đấy. Ừ. Đây mổ pịa. để nóng luôn. Bảo là anh Hải xuống thăm thì để nóng luôn đấy. À. Đấy. Đúng là một đoạn khúc thôi đấy. Đây là một đoạn thôi đúng không? Đây một đoạn thôi đấy. May không còn giữ lại, không phải bán hết rồi. Đây là thịt gà đồi rang với lại là gừng. Còn đây là món đuôi bò nấu canh lá vén váy các bạn ạ. Lá vén váy. Ăn cái này xong là gặp gái bản là vén váy à anh? Anh Hải ơi. Anh Hải ơi này. Ơi, đấy. Vào trong bản là đi vén váy đấy. Đúng rồi. Rất là ngon. Vén váy này. Đấy. Ngon chưa? Đấy, đặc sản đấy. Giòn luôn, vừa nãy thử giòn tan. Đấy. Bò này chưa già đâu, bằng tuổi em chưa mấy. Bò này chưa già bằng tuổi em thôi gì. Đây cho miếng này đi. Đây anh em làm đấy. Miếng đấy. Gân cốt cho nó khỏe. Ông bà ăn khỏe đấy nhá. Rồi. Vâng. Ngon. Thích món nướng sướng này này, trong này. Sau con nướng của đẹp, bó này ăn. Ngon không nhỉ? Ngon lắm. Anh cho em thử miếng đấy. Miếng gì á? Xuân này, à, không nướng. Phải, đâu em lấy cái này. Thịt trâu à? Đây là bà này, bà miếng to quá.
cay không vào. Ăn đi không? Thì nó ngồi vào đấy. Ghế. Vâng, ăn nhỉ. Phải Hương ăn con. Ngon mà. Ôi giời ơi, làm miếng ngon quá. Đây, làm gì cho anh cho em xin chút cái canh nào con vén. Húp luôn. Ừ. Làm cái canh này ăn nó sướng. Đấy, cái bò mình châu các bếp mình ướp đấy. À. Thưa các bạn ạ, canh nào con vén này. Có bát cho bố. Ăn này thì yên tâm, không sợ, không say. Ủa, chua chua. Bón vén này thì ngon rồi. Vén váy. Ừ. Sơn La không gọi là bón vén mà là vén váy. À, vén váy à? Là vén váy. Ông con mình ra đòn này món sách chấm bia đi ông nhỉ? Vâng. Rồi em chuyển cái bát gà này, em cho bát bia vào giữa đấy. Đấy. Bố nhắc vậy. Đây. Mình cũng xin nói đôi lời về cái bia này các bạn nhé. Là anh em khi xem ấy, là anh em ăn được thì anh em hạng học làm, còn nếu mà anh em không ăn được thì cũng đừng bình luận gì nhá, bởi vì là cái cộng đồng người Thái ở trên này họ ăn cái món này cũng giống như món cá nhảy hay là bất kỳ một món ăn nào khác. Đấy, anh em xem thì là vui mình quay chia sẻ với các bạn thôi, các bạn đừng bình luận khiếm nhã nhá. Đấy, mình thì mình cũng ăn được nhưng mà mình thì không thích lắm thôi. Ui. Đấy, chấm ngập luôn này. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Ông ơi, đưa bát đây con lại cho. Ông đưa bát đây con lại. À. Ăn nó phải có cái nhân đúng không? Có nhân. Nhân mới ngon. Yeah. Mình thì cũng làm miếng sách nhưng mà sách thì mình sẽ chấm với lại là chấm chéo. Đây. Đúng rồi, phải đấy phải ăn thử. Ừ. Thả đi vào. Thả chấm bịa phải ngập à? Ừ. Em ăn được bịa không? Có. À. Nếu không ăn được bịa thì không được lấy chồng, thế là phải ăn. À, thế à? Úi dồi ôi. Chấm chấm chéo ngon quá. Biết. Úi dồi ôi. Biết nữa. À. Ngon. Ngon. Ăn đi. Chúc đi. Xúc đây là anh. Món này đây. Món lạp này là lạp chín đấy anh em nhá. Đấy, lạp chín có nghĩa là cho ai mà không ăn được chín này. Ai không ăn được sống. Ai không ăn được sống, xin lỗi. Thì ăn chín, mà ai không ăn được chín thì ăn sống. Đâu, ông ăn kiểu nào đây? À, ông cho cái đấy vào trong đúng không? Cho ông tưới cái nước bịa vào. Đấy, nó phải ngập một tí. Đúng kiểu của nó. Rồi, đúng bài. Rồi, bây giờ là làm cốc rượu. À, ngon. Đây, làm đây. Một miếng đúng không? Rồi, đúng sở trường luôn. Đấy, rượu ấy, rượu đẹp ra ấy. Ừ. Kiểu chống Covid. Miếng to rồi bố ạ. Đấy, ông phải làm miếng phải ngập mồm. Đây, phải nhá con ạ. Ngập mồm. Ngon này. Phần bò cho hôm nay ngon. Đây, ngoan. Thử cái rượu này xem nào. Có mùi vị kiểu gì? Rượu hoãng. Rượu hoãng á? Là hoãng. Ngâm từ cái chân hoãng, con hoãng hay kiểu gì? Đấy, thì cứ tạm hiểu như thế chứ. Không, nhưng mà phải... Rồi, à, anh em ra đón đi. Này, gốc nó giống rượu cần. À, nó cũng giống rượu cần à? Anh Hải thử sườn con lợn đen đi. Con lợn hơ mông này này. Ừ. Con lợn thả rông nuôi này. Cho ba miếng nào nhỉ? Miếng nào mông? Miếng nào cũng được. Cho miếng nào mỡ mỡ nó mới ngon à? Đây nhỉ. Đây là món sườn nướng. Này nướng là nướng trên than hoa các bạn ạ. Nên là rất là ngon. Đúng không? Nướng than hết. Phải. Ngon. Ở đây là tiện cái bếp nướng theo sấy thịt trâu. Đâm là con làm các món nướng rất là tiện. Ui, ngậy nhờ. Ngon. Cái gia vị mà em ướp cũng ngon đấy. Vâng. Ăn cái này vâng. Đó. Bây giờ ăn cái này là phải uống cái loại này. Ông ơi con mời ông. Tối nay ông con mình không thay ông về nhá. Mai ông bà ngủ đây. Nhưng không về.
Hôm nay ông bà ngủ đây thế. Thế thì bà cho ông uống tít tít tí nhá. Ngoài trời thì bây giờ đang mưa các bạn ạ. Vâng. Nhà em là vòng 8 quả đồi nhỉ. Ừ. Nào, khách em cả. Chúc khỏe nhá. Ờ. Chúc mỗi năm tháng sản xuất khoảng 10 20 tấn thịt trâu thôi nhá. Ít đi thôi. Em cảm ơn anh. Sẽ cố gắng phấn đấu. Ừ. À, uống cái rượu này sao giống như kiểu rượu cảm đấy. Anh ơi, đưa bát đây em lấy cơm cho. Đây là món nướng phò này. Đấy. Đấy, có gái thái ấy. Ăn cái này là đúng bài này. Đấy, đúng không? Đúng. Như thế này em mới lấy được chồng nhá các bác nhá. Đấy, các bác xem nhá. À, ngày xưa là anh Hiệp đi tán em hay là em đi tán anh Hiệp? Em tán anh ấy. Tán ngon thì mà. Đâm ra phải ăn tiền. Đấy, cô gái bé nhỏ nhá, cô gái bé nhỏ nhất vùng đất Sơn La. Okay. Đây là ông chồng bé nhỏ của cô gái bé nhỏ. Ngon mà, tỉa ngon lắm. Mà. Ừ. Trời ơi, nghiện luôn. Ai mà đặt chân lên đất Sơn La mà chưa thưởng thức món này thì các bạn đừng có về nhá. Đấy, đấy không phải gọi là lên Sơn La nữa rồi đúng không? Ôi này, các bạn đó xem nhá. Hương vị nó thế nào? Hơi đắng đắng đúng không? Không hề đắng, ngọt lắm. Ngọt lắm à? Ngọt như mối tình đầu luôn. Ngọt như mối tình đầu. Ngon. Thế bảo là ngày xưa anh là yêu gặp anh Hiệp phát là cưới luôn đúng không? Anh tán em mà. À. Hay em tán anh, anh tán em. Anh tán em xong em không đổ. À. Anh kiên nhẫn. Em yêu anh vì sự kiên nhẫn. À. Ông này ông thật hà tốt tính. À. Thế là tốt rồi. Yêu được người chồng như thế là còn gì bằng nữa. Ngon lắm anh Hải ơi. Ăn đi, ăn đi, ngồi ăn đi. Tớ đây là món sách này, chấm ấy, chấm cháo các bạn ạ. Tớ lấy cho nghĩ được quá. Ừ, giòn. Cả nhà nên hiểu là cái pịa nguyên chất. Ừ. Không pha tạp, không có mật. Nó đắng xong mà mình ăn vào nó rất là ngọt luôn. Đấy, vị thơm luôn. Ngọt ở trong miệng. Yeah. Ngọt như là thớ thịt bò của em Ánh luôn. Ngon lắm. Uy tín đấy. Ngon lắm. Thấy không? Thấy đâu ạ? Ngon tuyệt vời luôn các bạn ạ. À. Ở đây mình giới thiệu các bạn này, anh ấy chế quả rót rượu này. Đấy, ống hút này. Cái này mình phải học đấy các bạn ạ. Vãi ra từng giọt một thì rượu đi khắp đi khắp bốn phương, đi khắp đâu, đi tận đầu tận đâu, chứ không ai tốt bằng chồng em. À thế à? Chồng em là người tuyệt vời nhất. À thế là quá tuyệt vời. Hai vợ chồng làm chén đi cho nó đỡ buồn. Nào. À, hai vợ chồng anh làm chén. Chúc em một chén đi. Hai vợ chồng chúc nhau một chén đi kìa. Nào, chúc vợ chén nào. Chúc vợ mấy chén? Hai chén. Anh chúc em một chén, em chúc lại anh một chén. Ok. Hào Hân. Em cảm ơn anh đã đến bên em. Uống kiểu gì đây? Uống kiểu khát vọng đi. Sơn La cao, Sơn La thấp. À thế à. Ôi rượu này ngon lắm. Ừ. Thôi. Mua ông ơi, đấy. Hai vợ chồng nó tình cảm quá, thôi hai ông con mình làm chùy. Giờ con lại tự nhiên con lại thấy nhớ chủ tịch quá. Gọi cho chủ tịch. À. Hào Hân. Anh Hải ơi, em mời anh chén rượu được không? Ok em. Đây. Em chúc anh sức khỏe nhé. Hào Hân nha. Cả ngày càng thành công nhé. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh đã đi đến vợ chồng em. Ừ. Chúc anh là đi bốn phương vạn dặm bình an. Úi dồi ôi, tuyệt vời quá. Quá khéo mồm miệng luôn. Em không khó tính như lúc đầu anh nhìn thấy em đâu. À, không những anh mới đầu anh tưởng là em chỉ sấy thịt ngon thôi mà lời nói của em cũng rất là ngon ngọt. Rồi, cảm ơn em. Nha. Anh lái xe. Cảm ơn anh. Tuyệt vời, cảm ơn. Cô gái Thái Sơn La. Hào Hân. Hào Hân. Hào Hân. Hào Hân. Hào Hân, Hào Hân. Lại chúc nhau mạnh khỏe. Rồi ok. Cái câu Hào Hân chẳng khác như Hào Hán ấy. Em sẽ xé cho mọi người xem cái thớ thịt mà mình không vùi ro nhá. À ok, thịt nó hấp. Mặc dù là bây giờ thịt này là thịt đồ nhưng mà bây giờ nó hơi cứng các bạn ạ. Vì vừa nãy xé ra luôn thì nó ngon. Đây, này. Đấy. Rất là ngon luôn. Vâng. Đấy, thớ thịt cái này là em không vùi ro nhé quý anh chị và các bạn nhé. Không hề cứng tại vì những thớ thịt của mình nó đều bằng thịt bắp mông, bắp mặt hết. Không lệ, toàn thịt loại một nhé quý anh chị và các bạn nhé. Đây này, rất là ngon luôn. Em nói giống kiểu live stream hết nhé. Đây, miếng thịt rất là ngon luôn.
Đấy, đưa luôn cho bà đấy, ông tình cảm đấy. Ăn à, cơm cho cháu ăn cơm. À, để ăn cơm. Cháu trai vâng. Còn vững vàng tay lái. Ừ. Anh ơi, nhá, anh em mình xong mà anh em mình xong cho nhau ý kiến xem nào. Em mời anh này. Rồi ok. Ngon đấy. Nó đỏ không? Anh hỏi đỏ. Đây hả? Đỏ ngon. Không phải là cái thịt này các bạn ạ. Khi mà bên mình ướp thì nó đã, gia vị nó đã nêm nêm nó đấy vừa nhá, rồi. Đấy, đúng, à, đấy. Nêm nêm nó đấy. Vừa. Nó vừa đấy. Này. Nó vừa gia vị đấy. Rồi. Mà về anh em có chẩm chéo anh em bóc ra nhưng mà anh em hòa một chút nước vào nhá. Đấy, bởi vì trong mỗi ít thịt trâu là bên mình đã để sẵn một ít chẩm chéo đấy rồi. Anh em hòa ra xong rồi chấm. Nhưng mà chấm vừa vừa thôi, bởi vì cơ bản cái này nó đã vừa rồi ngậm, nó em, vừa em, rồi. Em ướp, cái công thức của em ướp là vừa đấy. Ừ. Nếu mà người nào không ăn được mặn thì không chấm được rồi. Nhưng mà chấm qua một tí có vị. Này, ăn thịt trâu là phải uống bia. Ok anh. Hai vợ chồng, nào. Vâng, này. Mời nhá. Ừ. Rồi, ông. Ông nhân vật chính ấy. Đấy, mời đây. Còn ông bà nội nữa nhưng ông bà đang bị Covid. Ông bà nhà em đang bị Covid. À được. Vâng. À, bao lâu rồi chưa sang thăm ông bà đấy. Ông bà nhà em bị được 3-4 hôm nay rồi. À thế à. Ngon quá nhỉ. À. Nhiều và ngon. Thịt trâu là uống bia thì phải uống hẳn cái cốc to đi cho nó Hawaii. Ôi dồi ôi, ngon chưa? À, mời ông này, này, ngon chưa? Ăn đi. Ôi dồi ôi, em nói thật nhá. Ăn. Này, ôi dồi ôi, Hải ơi. Rồi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đấy, ngon, ngon, chưa? Ngon. Này. Ngon. Rồi, ok. À, chào mừng nhá. À, hào hàn nhá. Hào hàn nữa. Mày khỏe. Hào hàn nữa. Nó đậm đà rồi đấy, không cần chấm rồi. Đúng rồi, ngon ngon. Ăn đi, ăn lạp đi các bạn ạ. Đây là thịt sống ạ. Sống... Cái lạp này là em cắt thịt thăn nhỉ bố nhỉ? Làm thịt thăn. Lạp phải thịt thăn. Ông dùng đi, bà... Bà đọc cây đây. Nó ăn được. Đây. Nhưng mà ăn một tô. Làm miếng to mà bà đúng không ạ? Ăn nhiệt tình đó mà mình không ăn hết thôi. Vâng. Vâng. Có thêm ông bà nội nữa thì vui. Ừ. Đấy mà ừ. Khi mà ăn cơm, bữa cơm gia đình với người Thái là vui nhất rồi. Có người lớn có mất tất cả mọi người à. Ấy, đợi chè sớm. Đấy. Chấm nước phải ngập mùa ngập này. Thì súp. Thì súp. Đấy. Rồi. Ngon. Ngon chưa? Ngập mồm. Đấy. Nóng hồi vừa thổi vừa ăn, ngon lắm. Lá sách này mình còn làm trần lại nó còn không được giòn nữa bố nhỉ. Mình còn ngâm đá nữa nó còn giòn đấy. Đây ăn cơm mà chan với nước đây bò. Và nước lá bên váy nấu với đôi bò còn gì bằng nữa anh em. Họ sẽ không biết là quên là lá bên tay. Lá bón vén. Lá bón vén. Lên cũng sơn la được nhất rồi, bón vén. Ngon. Em nó bẩn ra. Chua chua rồi ăn. Bảo là bảo làm cho bà. Bao ơi. Phương ơi. Mẹ nhờ tí con. Chưa được phải cho anh toàn ma mà kiểu mà cái này nó hợp rồi cái này với cả dưa chua với các thứ à, dễ ăn được không? Mẹ đi xin đi này với cả cái bia này lá, nó nắng cái nồi lá bón vén đi ở trong vào, kia còn ít đấy còn cái nơi này gọi là không có thì nó này không đẹp mâm thôi. Đúng rồi cái này làm cho nó đẹp mâm không phải ăn vào nhiều vào đấy đấy. Thành phẩm của ông chí, đấy. Thành phẩm của ông đấy. Ăn cơm đấy. Cái con miếng cái bóng chí, có tí chí nhắm chí nhắm. Bóc kiểu này là vừa miệng. Vâng. Gà rang gừng ăn cơm ngon. Thành ông ơi, mẹ nhờ con đun lại cái bát kia đấy cho mẹ. Thịt bò khô. Bật vào đùi chú của nó con nhá. Nghe ngoan nhỉ, học tốt đâu. Các bạn học khá chứ. Vâng. Đi vào cấp 3 nên học sinh tiên tiến. Vâng. Cấp 1 học sinh giỏi vào cấp 3 học sinh tiên tiến. Cơ bản là nó càng lên cao nó học càng khó à. Mải không? Đúng rồi. Lớn đấy hả? Bố mẹ cũng không có truyền thống hiếu học ấy.
trung bình khá thôi. Thế là tốt rồi đấy, thế là loại giỏi đấy. Được cái là ngoan. Đến thời điểm này đang là ngoan. Nhà có mỗi đứa này à? Mỗi quý tử à? Thằng đó có tiền nuôi. Thôi ông đừng có đi đâu, vợ ông bảo rồi. Bị bệnh tim đúng không? Ba bị bệnh tim à? Thế là hai mẹ con đều bệnh tim hết. Mà để ba thật ra là hồi xưa đẻ này ấy, mình muốn đẻ thêm nhưng mà nói chung là điều kiện nó không cho phép. Vâng. Bây giờ vợ ốm đau rồi đúng không? Để thoải mái nhưng mà này, bây giờ vợ lại ốm đau. Bây giờ nó không được đấy. Đó, anh em mình làm từ đây. Đó. Ông làm mấy chùy rồi đấy? Một đấy. Ăn mỗi lần mà đi một vòng Tây Bắc này no lắm các bạn ạ. Ok, có lẽ là sau đây Hải cũng xin phép kết thúc video tới đây. Nếu mà các bạn thấy thích hãy subscribe và chia sẻ video giúp Hải nhé, để có thêm nhiều động lực đi khám phá các món ăn đặc sản Tây Bắc. Ok, chào mọi người nhá. Rồi, xin chào nhá. Ông ơi, chào phát để mai lên TV thấy mình đang chào.